hướng về phía lãnh tụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng tọa tọa đại đức tăng ni, chúng con hôm nay có duyên sự sinh đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trì hiển trước bàn tổ để cùng dâng lên lời chúc tết sư phụ đầu năm. Một năm đã trôi qua thật là nhanh, mà chúng con các đệ tử xuất gia tại gia nên dịp mùa năm mới có cơ hội để quán chiếu lại mình đã tiến bộ hơn hoặc đứng yên một chỗ. Sư phụ đã tạo con đường mình đi, mà chúng con có siêng năng để cùng đi con đường này hay không? Những lúc con thấy sư phụ rất là mỏi mệt, mà chúng con thấy rằng làm sao mà trong năm mới chúng con bước thêm một bước nữa để cho thầy bớt việc và lo lắng để cho thầy nghỉ ngơi thêm. Những chuyện lớn thì không có nói, mà những chuyện nhỏ từ các chú đệ tử tới những vị lớn cũng kiếm thầy để giải quyết. Mấy từ trước thì thầy cũng nói là mình đã tăng thêm một tuổi, thì những vị xung quanh cũng già hơn một tuổi. Vì vậy mà chúng con thấy sức khỏe của thầy chỉ có giới hạn mà thôi. Chúng con nên ý thức thêm hơn những chuyện mà cần thiết thì thưa, mà những chuyện mà không mà chúng con có thể giải quyết được thì nên làm. Đừng chờ sư phụ nói thì chúng con làm. Không phải chỉ vậy mà nhiều người từ phương xa cũng đã nương tựa vào thầy. Có những vị mà phone rất là khuya hoặc làm phiền thầy trong những buổi mà thầy cần nghỉ ngơi. Con thấy rất là bực bội. Con hy vọng chúng con ý thức để cho thầy nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn năm mới. Thầy đã hy sinh cả thân và năng lực để dạy dỗ chúng con, nhưng mà thiếu sự ý thức đã làm thầy mệt mỏi hơn nữa. Gần đây con được biểu duyên đi với sư phụ ở Úc Châu phụ thầy trong chuyến hoằng pháp, mà học được rất là nhiều từ thân giáo với thầy. Trong suốt một tháng, thầy chỉ lo hết lòng cho các vị Phật tử trong những buổi pháp thoại từ sáng tới tối, những lúc thầy phải cho ba pháp thoại trong một ngày, mà vậy mà còn tiếp khách và chụp hình với mọi người. Một hình ảnh con sẽ giữ trong tâm con mãi mãi là lúc hai thầy trò đang ngồi trong máy bay chuẩn bị bay về Canada, thì hai thầy trò đang xem một video của Tự Nhiên, em gái của con. Hai thầy trò tự nhiên mỉm cười. Thầy cũng nói với con là phải cố gắng tu được thì tự nhiên nhiều người sẽ thương mình. Con chia sẻ là bởi vì vừa làm sư phụ mà còn làm cha, làm mẹ và gần đây làm ông ngoại của chúng con. Các đệ tử thấy như vậy thì phải cố gắng hơn nữa. Sư phụ mình đã tạo được tư viện trúc năm và tây thiên, và cũng phải kiếm một chút đỉnh để trả tiền điện nước bảo hiểm vân vân. Thầy đã đầu tư và để lại những gì trong tương lai của Phật pháp. Thầy đã nuôi chúng con hơn 20 năm để làm chi? Để chúng con uống công và đặng na tính thí của Phật tử. Từ miếng áo tới trường lớp, từ lớp 1 tới đại học, thầy đã đầu tư vào chúng con rất là nhiều. Chúng con biết rằng là mỗi năm nhiều người tới dự khóa tu mỗi năm, từ khóa tu người lớn và cho mấy em trẻ. Nếu là năm ngoái thì những khóa tu cho mấy em từ 60 lên tới 120. Mỗi năm thì càng ngày càng đông. Vì vậy chúng con phải tiếp tục siêng năng tu học
nhiều hơn để làm chỗ nương tựa cho nhiều người. Những lúc chúng con thấy mình ở sát bên cạnh thầy mà không trân quý thầy thì hơi buồn. Những vị đã bay từ phương xa để đến thăm, thấy được hình ảnh của thầy thay vì trong YouTube. Chúng con ở trong nhà mà không học những gì thầy dạy thì rất là buồn. Chúng con biết rằng là mỗi năm càng ngày càng nhiều việc để làm. Bây giờ sư ông phải lo Phật sự ở nơi khác thì thầy phải chịu gắn bó nhiều việc hơn nữa. Sư ông Nguyễn Hoa thì thường nói là tăng chúng là sự tiếp nối của sư ông, và ở đây cũng vậy. Trong tương lai thì chúng con cũng là sự tiếp nối của thầy và đạo pháp tương lai. Bây giờ con xin chuyển microphone tới thầy Tân Tạng. Kính thưa Thầy, năm nay là năm đầu tiên con được chúc Tết cho Thầy. Người nào mà thật sự biết hiểu con thì người đó sẽ biết là con không có thích nói nhiều, nhất là bằng tiếng Việt, vì con là, như quý Thầy nói, con là cái trái chuối. Ở ngoài thì màu vàng nhưng ở trong thì màu trắng. Nhưng năm nay sư huynh khuyên con nói vài lời chúc Tết cho Thầy, và sự khuyến khích đó đã giúp con nhìn lại trong năm qua. Nhiều lúc con tự thất vọng mình vì con bận học và không giúp được nhiều việc ở chùa. Mỗi tuần có mấy trăm việc để làm nhưng con ít khi giúp được. Mỗi khi con đi học về, con luôn luôn chào thầy. Và tuy con rất là mệt cả ngày đi học và làm bài, nhưng con thấy thầy mệt gấp ngàn lần. Nhưng thầy không bao giờ than, thầy không bao giờ nói là thầy mệt. Và thấy vậy, con rất là xấu hổ. Con chỉ có thấy thầy mỉm cười và tiếp tục làm việc, độ cho mọi người, độ cho chúng sanh. Hai tuần trước, con có chia sẻ pháp thoại với những người Tây Phương. Và sau khi pháp thoại, có một cô Tây Phương đến với con và nói, "When you speak, I hear Thai, and I feel his wisdom from you." Và trong giây phút đó, con rất là cảm động vì con nhớ lại và hiểu được là con là sự tiếp nối của thầy. Và vì vậy con biết, con hiểu là con phải tiến lên cùng với quý huynh đệ, tinh tấn hơn để làm đệ tử xứng đáng của thầy và người xứng đáng giữ niềm tin của đại chúng. Chúng con biết là trong năm qua, nhiều lúc chúng con thiếu chánh niệm, có những hành động, những lời nói đã làm thầy buồn, đã làm thầy giận. Và chúng con xin sám hối với thầy. Chúng con nguyện lúc nào cũng cố gắng thêm chuyển hóa những lỗi lầm và hạt giống xấu, giữ gìn giới luật và oai nghi để chúng con làm những vị xuất gia, những người tốt, và để làm sự tiếp nối xứng đáng của thầy. Thầy kính yêu, thầy là ánh từ quang soi đường cho chúng con. Chúng con kính chúc thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành. Thầy mãi là bóng cây che mát cho chúng con và cho khắp thế gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Sau khi mọi việc bận rộn của chùa đã lắng xuống sau những ngày Tết, thì các thầy mới có được cái không gian, thời gian để chúc Tết cho nhau. Thì thầy Đức Tạng và thầy Tịnh Tạng đã thay lời đại chúng thì nói lên những tâm tình của mình trong một năm qua đối với thầy, đối với chùa. Thì thầy mong rằng các con hiểu được tâm của thầy là chỉ muốn các con làm sao cố gắng tu, học cho thật giỏi, không phải để mình đi khoe khoang, mà để mình truyền bá, hướng dẫn và giúp đỡ cho những người Phật tử. Hồi sáng này, khi thầy ngồi thiền ở trong phòng, tự nhiên thầy xả thiền, thầy bật khóc. Thầy khóc là vì tự nhiên thầy thấy thương Phật tử, những người Phật tử là những người hy sinh thời gian, hy sinh công sức, đi làm rất cực khổ, dành dụm từng đồng từng khắc để hộ trì cho Tam Bảo, nuôi dưỡng tăng ni khắp nơi. Nếu không có chữ cười Phật tử trung kiên như vậy thì làm sao chúng ta an phận để mà tu? Cho hồi sáng này trong khi ngồi thiền thì xả thiền thì tự nhiên thầy nhớ đến cái ơn đức của Phật tử đối với mình quá lớn. Cho nên thầy thốt lên, thầy nói Phật tử là người ơn của tăng ni. Thầy nói như vậy để các con luôn luôn ghi nhớ mình mang ơn của Phật tử, và chúng ta thường gọi là đàn na tín thí, thì chúng ta phải cố gắng làm hết sức của mình để phụng sự cho chúng sanh, cho mọi người. Họ nuôi mình không phải để mình đi chơi, họ nuôi mình để mình tu và mình làm việc độ đời. Chỉ cần nhớ như vậy thì mình sẽ là một người tu giỏi. Giỏi dở không phải là mình hay, mình thông minh, mà là cái cách sống của mình chan hòa với mọi người. Từ lời ăn tiếng nói của mình, làm sao để mình chan hòa đến cho tất cả mọi người. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cái tài nó không bao giờ nó bằng được cái đức. Thì các con đã quán chiếu, đã thấy và đã có cái sự chuyển hóa tốt thì thầy mừng. Và gần đây thầy lui về những lớp Tây để các con làm, và thầy luôn khuyến khích đọc những bản kinh tiếng Anh để có tài liệu, có đề tài giảng cho người Mỹ. Và trong tương lai các Phật tử người Việt Nam mình, các con, các cháu, họ sẽ không nói được tiếng Việt nhiều, thì con, bổn phận của các con là phải giảng tiếng Mỹ cho các em, cho cố gắng trao dồi. Và thầy nghe các người Mỹ khen, thầy rất là mừng. Và tuần rồi trong bữa ăn thầy cũng có nói, nếu các con hơn được thầy thì đó là điều thầy rất mừng. Thôi thì các con cố gắng. Và nhân đây Pháp Hòa cũng xin đại diện cho các vị xuất gia ở chùa, một lần nữa xin cảm tạ tất cả quý Phật tử đã hết lòng hộ trì cho ngôi Trúc Lâm Tây Thiên, hai ngôi Tam Bảo được vững vàng, được phát triển. Và quý vị đã dành rất nhiều tâm tình, công sức, cống hiến cho tu viện, cũng như quý Phật tử khắp nơi đã hộ trì cho chùa. Và Pháp Hòa cũng xin đại diện quý thầy, quý cô sám hối với đại chúng nếu trong một năm qua
trong khi quý thầy hành xử, quý sư cô hành xử, có những cái gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho, để chúng ta cùng phát tâm sám hối, cùng phát tâm tha thứ cho nhau, để cho mỗi người được nhẹ nhàng và tiến tu. Ngưỡng cầu chư Tổ gia hộ cho tất cả chúng ta chân cứng đá mềm để tiếp tục con đường tu tập và phụng sự của mình. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Thầy chúc các con, các vị xuất gia và đại chúng năm mới được an lạc, khỏe vui và tu tập. Chúng ta cùng hướng về chư Tổ để lễ Tổ. Chúng sẵn Pháp Hòa cũng xin thông báo luôn là tối ngày mai thứ bảy chúng ta tiếp tục tụng kinh Dược Sư phần 2 đó. Kinh nói về bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật, buổi tối mai 7:30. Sáng Chủ Nhật thì chúng ta vẫn có khóa lễ hàng tuần như thường. Tuần sau nữa, ngày 16 là sẽ có ngày tu Bát Quan Trai. Ngày Chủ Nhật thì chúng ta sẽ cúng rằm tháng Giêng và Dỗ Tổ. Thì sau ngày 17, tức là ngày 18, thì Trung Huệ, cô Trung Huệ với sư chú Trung Chánh sẽ đi qua bên Làng Mai, bên Pháp để tu học trong vài năm. Thì sẵn dịp này ở bên đó có một cái đại giới đàn truyền giới. Thì sư ông viện chủ là một trong những vị giới sư được bên làng cung thỉnh. Thì vì vậy cho nên Pháp Hòa sẽ không có đi trong chuyến này. Sư ông đi thì sư ông sẽ dẫn cô Trung Huệ với sư chú Trung Chánh đi. Thứ nhất là giữ giới đàn, thứ hai là phải gửi bên đó. Thì tiếp theo đó là ngày 12 này, cô Trung An cũng như Nguyên Từ cần phải trở về lại bên Mỹ để lo giấy tờ. Thì Pháp Hòa cũng đại diện các vị để thông báo và cho các vị trong chùa được biết. Đặc biệt là chú Trung Chánh với cô Trung Huệ còn ở chùa thêm một tuần nữa. Đến thứ hai tuần sau thì các vị sẽ qua bên Pháp. Thì thầy cũng mong rằng Trung Huệ với Trung Chánh là thế hệ thứ ba của chùa mình đi qua bên đó. Trước đó là Pháp Hòa, rồi kế đến là các sư huynh, rồi sau này là các vị. Thì bởi vì mình có một cái thâm tình với Làng Mai, cho nên khi mà mình xin thì các thầy rất là hoan hỷ để tiếp nhận. Thì mong rằng cô Trung Huệ và chú Trung Chánh qua bên đó tu học cho tinh chuyên để gặt hái được nhiều kết quả tốt như các sư huynh trước của mình vậy. Thì đại chúng cũng hộ niệm trợ duyên cho chú Trung Chánh với cô Trung Huệ được thành tựu được cái con đường tu của mình. A Di Đà Phật.